Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khối không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến toàn bộ miền Bắc, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi của Nam Trung Bộ. Đợt không khí lạnh lần này gây rét đầm rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có nắng, chiều tối vài nơi ở Nam Bộ có mưa trải mùa. Sau một kỳ nghỉ Tết, mọi người đã trở lại với công việc của mình. Trong điều kiện thời tiết liên tục thay đổi như thế này, quý vị và cả bạn cần chú ý giữ ấm cho cơ thể, bổ sung nhiều thức ăn giàu vitamin, tập thể dục thể thao nhẹ nhàng lúc thức dậy buổi sáng và ăn sáng đầy đủ để giữ gìn sức khỏe. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mình cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, Biển Đông mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Ở Vinh Bắc Bộ, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, Biển Đông. Bây giờ là dự báo thời tiết cả vùng trong cả nước. Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, trời rẻ đâm, có nơi rẻ hai. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, có nơi dưới 5 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây. Phía Bắc, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4 trời rét, phía bắc trời rẻ đầm, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Khu vực nam trung bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây có mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to vài nơi, phía nam có mây ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, có nơi gió giật mạnh cấp 6 cấp 7. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Bây giờ là phần dự báo thời tiết cả khu vực trong tỉnh. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, trời rét, độ ẩm từ 82 đến 94%. Khu vực miền núi, trời nhiều mây có mưa rải rác, gió bắc cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, độ ẩm từ 84 đến 96%. Phần cuối bản tin là dự báo về nhiệt độ cả vùng trong tỉnh quý vị và các bạn đừng quên cập nhật tình hình thời tiết trên sóng truyền hình fanpage youtube của đài phát thanh truyền hình quảng bình còn bây giờ xin kính chào tạm biệt